Vâng, xin kính chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại bên tớ mới vừa về một dòng chậu đôi chén một hộc có size là 75 x 46. Đặc biệt á là sản phẩm này chúng ta tối giản phong cách nhưng mà vẫn đầy đủ chức năng. Sản phẩm chậu đôi chén một hộc có size là 75 x 46 anh chị. Thì đây là một cái chậu mà phủ màu xám nano inox 34, phủ màu xám nano. Ở đây là mình sẽ có vị trí cài dao, ở đây là một cụm thác vòi cho anh chị mình nè. Đó, bên ngoài thì mình là có lớp sơn chống ẩm. Còn hơn thế nữa là mình cũng có thêm một cái thớt nè, một cái rổ inox và một cái rổ inox xéo. Điều đặc biệt á, ở cái cụm vòi này anh chị thì nó được làm là phía trong anh chị. Ở dưới thì chúng ta sẽ được làm là một cái vòi bằng đồng anh chị. Đây nè, cái cụm này bằng đồng anh chị ha. Đó, cụm này là bằng đồng anh chị. Hơn nữa là cái cụm vòi này á thì mình sẽ có chức năng là hiển thị nhiệt độ cho anh chị mình và thời gian sử dụng ở trên bảng đèn led này. Cái này là mình không sử dụng pin cũng không sử dụng điện nha anh chị. Đây là mình có hai phím bấm tượng trưng cho hai chức năng. Khi mà tớ đã lắp đặt hoàn thiện một cái chậu đôi chén lên trên mặt đá, cái chậu này chúng ta sẽ có size là 75 x 46 và chiều sâu của hộc dài nhất là 21,5 cm. Sẽ có một cái lỗ xả tràn nè, rất là tinh tế và rất sang trọng anh chị ha. Đầu tiên là mình sẽ có được một cái núm vặn mở nước nóng lạnh. Và cái thứ hai đó là chúng ta có hai phím bấm tượng trưng cho hai chức năng của vòi thác cũng như là vòi rút. Phụ kiện đi kèm của cái chậu này thì mình thứ nhất là mình sẽ có được một cái đầu hút xà bông. Thứ hai là mình sẽ có một đầu gỡ ly. Thứ ba là chúng ta sẽ có vị trí là cài dao. Thứ tư điểm cuối cùng là chúng ta sẽ có một van xả cơ. Công dụng của chức năng này thì đầu tiên là mình sẽ có là một cái vòi thác xả ngang. Trên đây thì chúng ta sẽ có được một bảng hiển thị đèn led, nhiệt độ nước của mình và thời gian phút sử dụng. Những phụ kiện đi kèm á, theo cái chậu này á, thì mình sẽ có được một cái rổ inox xéo, một cái rổ inox để chúng ta giữ nước ngâm nước muối rửa rau củ quả, là một tấm thớt nằm trên vị trí trên chậu luôn để chúng ta để sắc rau củ. Để mà chúng ta muốn biết được thì chúng ta phải test từng chức năng để xem công dụng của nó hoạt động ra sao. Thì đầu tiên á, đây là mình sẽ có một đống vặn mở nước nóng cũng như nước lạnh. Mình vặn nhẹ nó sẽ lên nước lạnh, vặn hết mạnh nó sẽ lên nước nóng anh chị ha. Đây có ký hiệu cho anh chị mình nè. Rồi, hai phím bấm thì chúng ta sẽ tượng trưng cho hai chức năng. Đầu tiên là mình sẽ ra một dòng xả thác. Rồi, cái thứ hai là chúng ta sẽ ra một vòi xè 3D. Cái vòi này chúng ta sẽ có được 3 chế độ anh chị ha. Một là tia xè 3D rất đẹp, thứ hai là một tia giữa, thứ ba nữa chúng ta sẽ án xịt mạnh để chúng ta xịt rửa vị trí ngóc ngách ở trong cái nguồn nước nhà mình. Thứ hai nữa chúng ta công dụng mình sẽ có lên một cái vị trí là chúng ta cài dao nhỏ nhỏ trên đây. Trên đây mình sẽ có một cái đầu gỡ ly. Đó, trên đây mình sẽ có một cái đầu gỡ ly ha. Ở bên đây á, thì mình sẽ có một vị trí là hiển thị bảng led nhiệt độ cũng như là chúng ta thời gian sử dụng. Nếu mà chúng ta nguồn nước mà chúng ta càng mạnh thì nước sẽ càng rõ, hiển thị càng rõ, nước yếu chúng ta sẽ hiển thị chậm hơn. Đi kèm nó một cái rổ xéo này thì mình luôn bên ha. Cái rổ xéo này công dụng mới làm gì? Công dụng thì chúng ta sẽ rửa rau củ kèm theo một cái chậu này. Đó, mình sẽ rửa thác nè. Đó, mình rửa rau củ ha. Đó, mình ngâm nước muối. Ở đây mình có nắp bít nè anh chị. Đó, nắp bít ha. Mình sẽ rửa rau củ đây. Đó, mình rửa sạch xong mình sẽ bỏ vào đây cho nó gáo nước nè. Đó, rất tiện lợi ha. Bỏ đây cho nó gáo nước. Đó. Tiếp theo nữa thì mình sẽ có là một cái rổ này chúng ta, một cái thớt này chúng ta sắt anh chị. Tấm thớt này chúng ta thể sắt thịt nè. Đó, sắt thịt rồi sắt cá rồi cũng được anh chị ha. Rau củ được nè, mình sắt xong á, mình sẽ bỏ vào đây, mình ngâm để mình rửa. Đó, mình bỏ vào trong đây để khô. Đậy ha, nắp đậy để chúng ta chăn che chắn cho đẹp. Thứ hai dưới đây là mình sẽ có một cái đầu lọc rác. Thông thường thì mình sẽ nắm mình rút lên để thoát nước nhưng không. Sản phẩm này chúng ta chỉ việc là núm vặn ở đây. Đấy, mình vặn là nó sẽ có một tích hợp theo một dây cáp để chúng ta nâng bộ xả lên để thoát nước ở bên ngoài. Đó, anh chị cùng xem nè, nước nó chảy rút rất là nhanh anh chị ha. Nước nó chảy rút rất là nhanh luôn, anh chị để ý ha. Đó, nó rút nè, đó. Khô ráo hoàn toàn, rút rất là nhanh luôn anh chị. Đó, rất là nhanh ha. Nếu như anh chị nào chúng ta quan tâm đến sản phẩm chậu đôi chén có model là 75462B, thì anh chị gọi ngay hotline cho em là 0977844450. Và nếu như anh chị nào quý video này thì cho tôi xin một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ video anh chị nhé. Và để lại bình luận của anh chậu về sản phẩm này nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị trong một video tiếp theo. Bye bye.